sự thật về các dấu thánh của cha thánh Pio, tu sĩ dòng Cappuccino. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Đức Giáo hoàng Francisco đến làng Pietrelcina, quê hương của cha Pio và cũng là nơi thánh nhân đã được in dấu thánh 100 năm trước đây, tức là năm 1918. Dấu thánh của cha Pio ở đây muốn nói đến các vết thương xuất hiện cách mầu nhiệm trên bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của cha và giống như các vết thương của Chúa Giêsu bị đóng đinh. Trong 50 năm trời, cha thánh Pio đã mang trên thân thể ngài các dấu thánh là những dấu hiệu hữu hình của cuộc thương khó Chúa Giêsu. Ngày cha thánh Pio qua đời, các dấu thánh biến mất, không để lại vết sẹo nào, như thể chưa từng có điều gì xảy ra ở đôi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của cha thánh. Cách chung, các dấu thánh tỏ cho thấy người mang dấu thánh có một đời sống thiêng liêng sâu xa và thần bí cao độ, nhưng các dấu thánh cũng có thể xảy ra trong những trường hợp khác. Cha Pio không phải là người duy nhất được mang các dấu thánh. Lịch sử giáo hội nhìn nhận hơn 350 trường hợp được mang các dấu thánh, trong đó có 70 vị được giáo hội tuyên phong hiển thánh. Tuy nhiên, các tiến trình phong thánh không xem các dấu thánh như các hiện tượng siêu nhiên và tòa án giáo hội không đánh giá sự thánh thiện dựa trên các dấu thánh, nhưng chỉ xem đó như hiện tượng không thể giải thích được. Trong các trường hợp mang dấu thánh, giáo hội chỉ công nhận một trường hợp là hiện tượng siêu nhiên do Thiên Chúa thực hiện. Đó là trường hợp của Thánh Francisco Thành Assisi, người đầu tiên được mang dấu thánh. Ngày 14 tháng 9 năm 1224, 2 năm trước khi ngài qua đời, trong một cuộc xuất thần thần bí, thánh nhân được in nhận các dấu thánh rõ ràng trên thân thể và những người gặp ngài sau đó đều nhìn thấy. Ngoài các dấu thánh trên thân thể, có những vị thánh khác còn mang dấu thánh trong tim, ví dụ như Thánh Teresa Thành Avila hay còn được gọi là Teresa cả. Người ta không nhìn thấy vết thương nào trên thân thể ngài, nhưng thánh nữ kể với cha giải tội và đã viết trong tác phẩm thần bí rằng đã được in các dấu thánh trong trái tim, những vết thương thật sự chứ không phải cách thần bí thiêng liêng. Khi thánh nữ qua đời, cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy trên trái tim của ngài có 5 vết thương như ngài đã diễn tả trước đó. Có một vết thương dài 5 cm. Các bác sĩ nói rằng chỉ cần một vết thương trên trái tim như thế cũng đủ để gây nên cái chết. Nhưng Thánh Teresa đã sống với các vết thương như thế trong suốt 23 năm. Trở lại trường hợp cha thánh Pio, ngài được nhìn nhận chính thức được mang các dấu thánh vào năm 1918. Nhưng thật ra, hiện tượng này trải qua những giai đoạn kế tiếp và hoàn thành vào năm 1918. Lần đầu tiên hiện tượng các dấu thánh xuất hiện nơi cha Pio là vào năm 1910, trong thời gian cha Pio về sống ở gia đình tại Pietrelcina để dưỡng bệnh. Mỗi ngày, sau khi cử hành thánh lễ, cha Pio đi đến cánh đồng Piana Romana, nơi có căn lều cạnh một cây du để cầu nguyện và suy gẫm trong bầu khí thiên nhiên trong lành. Ngày 7 tháng 9 năm 1910, khi cha Pio đang cầu nguyện dưới bóng cây du, Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã hiện ra với cha và sau đó cha thấy trên đôi bàn tay mình có các vết thương của Chúa Giêsu. Cha đã cầu nguyện để được chịu đau khổ trong âm thầm. Sau đó các vết thương không còn được nhìn thấy, nhưng cha Pio chịu những cơn đau khủng khiếp. Một năm sau, hiện tượng các dấu thánh lại xuất hiện. Cha Pio nhiều lần viết thư cho cha linh hướng về hiện tượng này. Tháng 9 năm 1911, cha viết: giữa lòng hai bàn tay của con xuất hiện một vết hơi đỏ lớn như đồng xu, cùng với cơn đau buốt dữ dội. Cơn đau này rõ hơn ở tay trái. Con cũng cảm thấy hơi đau ở dưới chân. Năm 1918, sau khi giải ngũ, cha Pio trở về tu viện ở San Giovanni Rotondo và giữ nhiệm vụ linh hướng cho các thanh thiếu niên dự tu và giải tội cho giáo dân. Ngày 5 tháng 8 năm 1918, cha Pio có một kinh nghiệm thần bí lạ thường. Trong khi cha đang giải tội, cha nhìn thấy một nhân vật từ trời, tay cầm một lưỡi kiếm sắc nhọn và dường như phát ra lửa. Nhân vật này đâm thật mạnh vào linh hồn cha và cha cảm thấy mình chết.
Từ ngày hôm đó, cha cảm thấy bị vết thương đau đến chết được. Cha cảm thấy trong linh hồn mình một vết thương luôn mở và đau đớn không ngừng. Cơn đau kéo dài đến ngày 20 tháng 9, nhiều lúc đau đến nỗi cha Pio cầu xin được chết để không bị đau đớn. Ngày 20 tháng 9, sau thánh lễ, cha Pio cảm thấy thư thái, an hòa, các giác quan và cả tinh thần thật an tĩnh. Cha nhìn thấy một nhân vật thần bí giống như cha đã nhìn thấy ngày mùng 5 tháng 8 trước đó, nhưng nhân vật này có đôi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn chảy máu. Khi nhân vật này biến đi, cha Pio nhận thấy tay, chân và sườn của mình rỉ máu. Các tu sĩ trong dòng làm chứng rằng, sau khi nhận các dấu thánh, cha Pio chạy về phòng mình với các giọt máu rơi trên hành lang. Cha băng bó các vết thương ở chân tay và dùng khăn quấn để che giấu các vết thương. Tuy thế, cha không thể che giấu được sự việc và cha bề trên yêu cầu cha Pio cho ngài xem các vết thương. Cha giám tỉnh được báo cáo về sự việc và đã đến xem xét các vết thương, nhưng chính ngài cũng không hiểu, nên tiếp tục báo cho cha tổng quyền. Cha viết, đó không phải là các dấu vết hay dấu in, nhưng là các vết thương thật. Còn vết thương ở sườn thì đúng là một vết đâm, tiếp tục chảy máu. Dù cha bề trên và nhà dòng cố giữ kín sự việc, nhưng tin tức về vị tu sĩ mang dấu thánh lan truyền như vết dầu loang, từ địa phương đến cả nước và ra nước ngoài. Dân chúng kéo đến với ao ước tận mắt nhìn thấy các dấu thánh. Người tin thì cho là phép lạ, người không thấy thì phủ nhận nghi ngờ. Các nhà báo cũng kéo đến, rồi có các cuộc hoán cải trở lại, và các phép lạ được cho là nhờ cha Pio. Lúc này, các bề trên dòng Cappuccino thấy cần có các kiểm nghiệm y khoa để có thể giải đáp các cuộc tấn công kết án cha Pio. Ba bác sĩ được phép khám nghiệm các vết thương của cha Pio trong năm 1919. Họ thực hiện các xét nghiệm riêng biệt và độc lập. Bác sĩ đầu tiên nghiên cứu về các dấu thánh của cha Pio là giáo sư Luigi Romanelli. Sau khi thăm viếng cha Pio trong hai ngày 15 và 16 tháng 5 năm 1919, giáo sư Romanelli kết luận, các vết thương ở tay được phủ bởi một lớp màng đỏ, không có vết máu, không có sưng phù hay viêm đỏ chung quanh. Tôi có thể chắc chắn là các vết thương không phải ở trên bề mặt. Các vết thương ở chân cũng thế. Ở cạnh sườn tôi nhìn thấy một vết cắt dài khoảng 7 hay 8 cm. Vết thương chảy máu rất nhiều và là máu từ động mạch. Sau đó đến giáo sư Amico Bignami, giáo sư về bệnh lý học của Đại học Hoàng gia Roma. Ông là một người vô thần và theo chủ nghĩa chứng thực luận lý. Do đó, ông chỉ đưa ra những điều đáng tin của hiện tượng mà có thể được chứng minh bởi khoa học hay giải thích theo luật tự nhiên. Nói về các vết thương, bác sĩ Bignami nghi ngờ vì màu da xung quanh vết thương có màu của iốt. Cha Pio cho biết ngài dùng iốt để tẩy trùng một vài lần. Bác sĩ kết luận đây là một hiện tượng tự nhiên chứ không có tính siêu nhiên. Các vết thương xuất hiện do bệnh lý và được sử dụng hóa chất để cho các vết thương kéo dài. Bác sĩ Bignami đưa ra một tiến trình trị liệu mà ông tin là sẽ chữa lành các vết thương. Đầu tiên là phải mang hết mọi hóa chất hóa học ra khỏi phòng cha Pio. Sau đó, các vết thương trên người cha Pio được băng bó và niêm phong với sự chứng kiến của các nhân chứng để ngăn ngừa sự giả mạo. Trong vòng 8 ngày, mỗi ngày các băng sẽ được thay và ghi nhận sự điều trị. Trong những ngày này, các vết thương càng chảy máu nhiều hơn. Vào sáng ngày thứ 8, khi cha Pio dâng lễ, máu chảy nhiều đến nỗi các tu sĩ phải đưa các khăn tay để cha Pio lau khô máu. Cha Placido, một trong các nhân chứng đã viết, dường như đó là một dấu chỉ rõ ràng của Chúa chống lại các lý luận của giáo sư Bignami. Các vết thương không khá hơn hay thậm chí không có dấu hiệu lành, ngược lại máu chảy nhiều hơn và đỏ tươi. Sự tồn tại của các dấu thánh và các dấu thánh tiếp tục chảy máu ngay cả khi khả năng dùng hóa chất như bác sĩ Bignami đưa ra cũng bị ngăn chặn chứng thực rằng sự kéo dài và chảy máu của các dấu thánh không phải là do dùng iốt hay axit hay bất cứ một loại hóa chất gì để tạo nên. Gần hai năm sau, Vatican gửi Đức cha Raffaello Cattolorossi làm đặc sứ đến tu viện để xem xét vấn đề. Báo cáo cuối cùng của Đức cha Rossi viết, chúng ta có thể kết luận rằng các dấu thánh không được tạo nên hay duy trì bằng các cách thế hóa học hay vật lý. Trên hết,
Những nghi ngờ ấy hoàn toàn trái ngược với nhân đức đã được chứng thực của cha Pio. Năm 2010, tác giả Sergio Lussato xuất bản cuốn sách Cha Pio, các phép lạ và chính trị trong một thời đại tục hóa. Trong đó, ông có nêu lên khả năng Cha Pio dùng axit phenic, chất thạch toán, để tự tạo nên các vết thương như các dấu thánh. Sự nghi ngờ này đã được nhiều báo in cũng như các trang báo trên mạng lấy lại và đăng tin, tạo nên một sự nghi ngờ về tính xác thực của các dấu thánh mà Cha Pio đã mang trên thân thể Ngài suốt 50 năm. Và điều này cũng có thể làm cho các tín hữu có lòng sùng kính Cha Pio trở nên hoang mang. Có lẽ tác giả cuốn sách nói trên đã chỉ dùng một phần trong kết quả của bác sĩ Binyami, nhưng không quan tâm đến kết quả điều trị đã xác định rằng nghi ngờ Cha Pio dùng axit để tạo nên vết thương là không có nền tảng. Kính thưa quý thính giả, để hiểu sự thật về các dấu thánh của Cha Pio, chúng ta phải đi đến chiều kích đức tin. Ngài không phải là một kẻ lường gạt tạo nên các dấu thánh, nhưng đó là món quà Thiên Chúa ban cho Ngài. Thánh nhân được mang những dấu thánh, được thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để thánh hóa chính mình và mang lại ơn cứu độ cho các linh hồn và làm vinh danh Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Cha Thánh Pio. Lạy Cha Pio vinh hiển, khiêm nhường và đáng yêu mến, xin dạy chúng con có tinh thần khiêm nhường để chúng con có thể được kể vào số những người bé nhỏ của tin mừng mà Chúa Cha đã hứa sẽ mặc khải các mầu nhiệm nước trời. Xin dạy chúng con cầu nguyện không ngừng với niềm tin chắc chắn rằng Chúa biết điều chúng con cần cả trước khi chúng con xin.